Các bạn người cá ơi, bây giờ các bạn người cá phải thi nín thở lâu dưới nước để Tion test cái cột thở của mấy bạn, coi mấy bạn nín thở được bao lâu ha. Bây giờ trước khi nín thở, các bạn thở nước 10 lần đi. Hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng mũi trong nước 10 lần, cảm thấy thoải mái rồi chúng ta sẽ bắt đầu thi. Vừa biểu diễn selfie luôn.